Tiền đếm mỏi tay, nếu trồng ngay cây này trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ tránh được những hậu họa khôn lường. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, phía trước ngôi nhà là nơi sinh khí lưu thông. Vậy nên cái không gian này nó giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà việc trồng cây xanh trước nhà là điều rất cần thiết, nhất là đối với những cây xanh có ý nghĩa trong phong thủy. Cây xanh mang lại cái không khí trong lành và thoáng mát cho cái không gian của ngôi nhà. Đặc biệt theo phong thủy học, một số cây xanh còn giúp tiễn đi những xui xẻo và đem lại những cái may mắn và tài lộc trong nhà quý vị. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn đến 9 loại cây được mệnh danh là cây phong thủy. Các gia đình nên trồng trước cửa nhà để thu hút cái tài lộc, xua tan cái vận rủi và những cái tai ương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trồng cây này trước cửa nhà, tiền vàng đầy két, xui xẻo, xua tan. Thứ nhất là cây tre. Tre là loại cây biểu hiện cho những truyền thống, giá trị tốt đẹp của cha ông ta từ xưa đến nay, không bao giờ phai mòn theo tháng năm. Cây tre là một trong những cái biểu tượng mạnh mẽ của sự trường thọ, biểu tượng cho cái tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi tốt với sóng gió của cuộc đời. Trong phong thủy, cây tre được dùng với cái ý nghĩa là mang lại sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu và cái sự thịnh vượng. Tài lộc trong tay, vận may phấp phới là điều trong tầm tay nếu mà biết sử dụng cây tre phong thủy đúng cách. Cây tre may mắn trở thành một trong những sự lựa chọn không thể thiếu trong cái lĩnh vực tài lộc. Cây tre giúp tăng vượng khí, được sử dụng để tạo ra cái không gian trong nhà hoặc là văn phòng, cung cấp một cái cảm giác thoải mái và an toàn. Hơn nữa, cây tre còn tạo ra cái bầu không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu cho mọi người. Đó là lý do tại sao mà cái loại cây này được trồng ở hành lang văn phòng, trên bàn làm việc, trong cửa hàng bán lẻ cũng như là ở trong nhà. Bạn có thể treo tranh cây tre trong nhà, trong văn phòng để tăng cường cái ý nghĩa tốt đẹp trên. Đối với công việc buôn bán kinh doanh, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng thì nó sẽ tạo ra những cái năng lượng tốt cho nhu cầu về bảo vệ cái sự may mắn. Việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt. Ngày nay thì một số cửa hàng, một số shop thời trang cũng có xu hướng là chọn cây tre để trang trí. Họ chọn vật phẩm phong thủy là một vài cây tre nhỏ trồng trước cửa ra vào. Điều này sẽ rất có lợi về mặt phong thủy, có thể giúp cho công việc buôn bán kinh doanh của cửa hàng thu được nhiều cái tài lộc. Vì vậy muốn tăng tài lộc hãy trồng tre trước cửa nhà. Hai là cây trúc phú quý. Theo quan niệm phong thủy của người Á Đông từ xưa đến nay ấy, thì cây trúc phú quý được xem là hình ảnh đại diện cho sự phú quý, đại cát đại lợi, mang lại nhiều cái may mắn và bình an cho gia chủ. Chính vì thế mà càng ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người lựa chọn đặt làm cái cây trang trí trong nhà. Trúc phú quý được đánh giá là một loại cây đẹp, thích nghi tốt trong mọi cái môi trường văn phòng và nhà ở, nên được dùng để trang trí cho nhiều cái không gian phong thủy khác nhau. Dù bạn đặt trúc phú quý ở đâu thì nó cũng sẽ đều phát huy được hết cái công dụng của mình, biến cho không gian nhà ở tươi mát hơn. Không những thế, trúc phú quý còn giúp cho gia chủ làm sạch những không khí bằng cách lọc hết những cái bụi bẩn và tạp khí trong cái không khí, nên bạn sẽ được hưởng một cái bầu không khí trong lành, thanh mát tại nơi làm việc hoặc tại nhà của mình với cái sự hiện diện của các loại cây cảnh này. Bên cạnh đó, trúc phú quý còn mang cái ý nghĩa phong thủy vô cùng to lớn. Từ xưa đến nay, giống cây này được trồng với cái ý nghĩa là mang lại tài lộc, sức khỏe và may mắn đến cho gia chủ. Nhiều người quan niệm khi đặt một chậu trúc trên bàn làm việc hoặc là trong nhà, trong phòng khách thì cũng sẽ giữ được gia đình luôn được yên ấm, tránh được những cái xung đột không hay. Còn nếu đặt nó trên bàn làm việc thì cái sự nghiệp sẽ được suôn sẻ, có nhiều vận may và cái cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thứ ba là cái dừa cảnh. Dừa cảnh cũng được khá nhiều người lựa chọn trồng trước ở nhà để giúp thanh lọc cái không khí cho cả gia đình. Đặt hai chậu trước cổng nhà hoặc là trước cửa chính, cửa ra vào ấy, vừa mang tính thẩm mỹ cao và mang lại cái ý nghĩa hưng thịnh cho gia đình. Cây còn có khả năng hấp thụ khói bụi và chất bẩn, chất độc hại và trả lại cái bầu không khí trong sạch, nên được ưa chuộng nhiều. Và trong phong thủy, cây dừa cảnh khi mà trồng ở trước cửa nhà ấy, sẽ đem lại cái vận khí tốt, giúp cho mỗi thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, đặc biệt là đem lại cái sức khỏe cũng như là cái môi trường trong lành. Từ đó sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ và gặp nhiều cái điều tốt trong cuộc sống và gì tài lộc đầy nhà. Theo quan niệm của cha ông ta ấy, thì cây dừa còn mang lại cái tác dụng về tăng cường sinh khí, giảm âm khí từ ngoài vào nhà. Từ đó mang đến cái may mắn cho gia chủ. Với cái dáng thẳng đứng lên cao, mọc vững chãi, cây dừa cảnh đã đem lại cái sự bình yên, cái sự may mắn và xua đuổi những cái điều xúi quẩy không hay, mang lại cái bình an cho gia đình. Đối với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì họ thường trưng cái cây dừa cảnh trong nhà nhằm thu hút tiền tài, thu hút may mắn. Công việc làm ăn thì trôi chảy và có nhiều thành công hơn.
Đối với công ty văn phòng thì cây được trồng nhằm lọc không khí, đem lại cái màu xanh tươi mới cho không gian thiếu ánh sáng mặt trời. Hơn nữa nếu mà đặt cây dừa cảnh ở cái sảnh tiếp khách, sảnh lễ tân ấy, thì trông mọi thứ sẽ trở nên sang trọng hơn và mãn nhãn hơn. Tuy nhiên thì loại cây này thì không dễ trồng, vì thế mà các bạn cần phải tìm hiểu kỹ cách chăm sóc chúng thật tốt trước khi mà quyết định mang chúng về trưng bày trong nhà. Thứ tư đó là cây cau. Trong phong thủy cũng như văn hóa của người Việt Nam thường có nhiều cái câu chuyện, cái câu châm ngôn đúc kết kinh nghiệm của cha ông. Trong đó có quan niệm là trước cau sau mít là một kinh nghiệm để bố trí các cảnh quan của ngôi nhà. Điều này chủ yếu tập trung vào cách bố trí hướng nhà ngày xưa, bởi ngôi nhà truyền thống đa phần đều chỉ quay về hướng nam hoặc là cận về hướng đông nam hoặc là tây nam để đón gió mát, tránh những ánh nắng gay gắt của hướng tây và cái khí lạnh của hướng bắc. Vì thế trước ngôi nhà nên trồng cau hay là những cái cây thân thẳng nói chung như là cây thiên tuế, cây cọ, cây dừa để vừa không bị cản nắng sớm, cả gió mát, lá lại vừa vươn được lên cao thẳng và đẹp. Còn sau trồng mít là để trồng những loại cây mà có tán lá to, mọc nhanh và gì xen kẽ để gì ngăn trở gió lạnh của hướng bắc và hướng đông bắc, ngăn nắng buổi chiều ở hướng tây bắc và hơn nữa giữ ấm cho phía sau của ngôi nhà. Hiện nay dù căn nhà được thiết kế khác nhau, tuy nhiên là cái quan niệm phong thủy thì vẫn không hề thay đổi. Ngoài việc trồng những cây trên thì gia đình có thể trồng những cây mà có tán tương tự để vừa làm đẹp cho cái căn nhà, vừa mang cái ý nghĩa phong thủy tích cực. Cây cau còn có các đặc điểm như là thân thẳng, cao, tán lá rộng, ít rụng lá, thì còn có những chùm cau sum suê và hương cau thơm. Điều này sẽ liên tưởng đến sự may mắn và tài lộc cho gia đình. Thứ năm là cây hoa hòe. Nếu hồng tượng trưng cho tình yêu ấy, thì hoa hướng dương tượng trưng cho một cái tương lai tươi mới luôn hướng về phía trước, thì những bông hoa hòe luôn tượng trưng cho cái phong thủy thịnh vượng trong gia đình. Cây hoa hòe ngoài tác dụng chữa bệnh thì một trong những cái tác dụng quan trọng của loài cây này không thể bỏ qua, đó chính là cái tác dụng phong thủy tài lộc. Bởi người ta tin rằng hoa hòe là loài hoa mang lại cái sự may mắn, cái sự thịnh vượng và sự giàu có cho gia chủ. Những gia đình mà trồng nhiều cây hoa thì đều có mong muốn chung là mong đợi con cháu được đỗ đạt, thành danh và được thăng quan tiến chức. Còn trong dân gian ấy thì người ta biến tấu cái ý nghĩa của hoa hòe theo nhiều kiểu khác nhau. Nhiều người vẫn quan niệm đối với những phụ nữ mà họ khao khát có con thì họ thường ăn hạt hoa hòe để lấy cái may mắn trong việc cầu con cái hoặc là cầu mong tiền bạc và cái sự giàu có. Điều đặc biệt ở cây hoa hòe là nó nở theo từng chùm và mang nhiều cái ý nghĩa về cái tài lộc. Nên khi hoa nở, người ta tin rằng gia đình sẽ gặp nhiều cái may mắn và nhiều cái cát tường hơn. Cái mùi thơm dễ chịu của loại hoa hòe sẽ giúp cho tâm hồn của gia chủ thêm thoải mái và sảng khoái. Không chỉ vậy, hoa hòe còn là một cái vị thuốc trong đông y, trong y học cổ truyền. Trong phong thủy, loài hoa này có ý nghĩa là tượng trưng cho sự phú quý và sung túc. Cây cảnh trồng trong nhà không những làm đẹp cho cái không gian sống, mà nó còn giúp mang lại cái sự trong lành, đặc biệt là chúng còn có ý nghĩa về phong thủy rất lớn. Vì vậy, chúng trở thành một trong những cái phần không thể thiếu cho mỗi căn nhà, dù là ở nhà bé hay là nhà to. Thứ sáu là cây tùng. Trong dân gian ngày xưa thì cây tùng được biết đến là một loại cây có cái sức sống mãnh liệt, có cái sức sống cực kỳ cao. Tùng mọc lên từ cái nguồn đất cằn cỗi, khô cằn, thiếu dinh dưỡng. Sống trong môi trường đầy sương gió nhưng cây tùng vẫn sống một cách là oai hùng. Đó chính là khả năng chịu rét tốt, chịu rét rất phi thường. Chính vì thế mà người ta mệnh danh cho cây tùng là trùm của thảo mộc. Trong phong thủy thì cây tùng có ý nghĩa sâu xa. Đây là loại cây được sử dụng trang trí lên các loại gốm sứ, tranh cát, tạo nên những cái sản phẩm với cái sự thanh lịch và mạnh mẽ. Ngày nay thì cây tùng được sử dụng để trang trí nội thất, nhà cửa, sân vườn. Trong đó cây tùng mang cái dáng vẻ khỏe khoắn, thanh cao, thuộc họ mộc. Ý nghĩa của cây tùng trong phong thủy là đại diện cho cái khí tiết và mang lại cái ý nghĩa trường thọ. Cây tùng khẳng khiu đại diện cho sự quân tử. Cây tùng cũng giúp xua đuổi tà ma và quỷ dữ, giúp cho con người luôn được bình yên và khỏe mạnh. Thứ bảy là cây lộc vừng. Cây lộc vừng là một trong những loại cây cảnh khá được ưa chuộng trong cái khuôn viên của mỗi người Việt. Nó là một loại cây phong thủy quý hiếm. Theo phong thủy, cây lộc vừng mà trồng trước sân nhà sẽ mang lại cái tài lộc và may mắn. Lộc vừng là loại cây bản địa của các vùng ven biển. Tại Đông Nam Á, loại này thì phân bố ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Cây có thân gốc đẹp, hoa thường gì màu đỏ. Khi mà có hoa nở ấy, thì có hương thơm và cây này được dùng làm cây cảnh. Người ta cũng xếp lộc vừng vào trong bốn cái loại cây quý: xanh, sung, tùng, lộc. Những chùm hoa lộc vừng màu đỏ mềm mại và thơm mộng, tượng trưng cho hỷ sự gắn liền với cái ngụ ý là phát lộc. Vì thế mà trồng cây lộc vừng trong khuôn viên nhà ấy, mang lại nhiều cái tài lộc và may mắn cho gia chủ. Chữ lộc ở đây ứng với chữ tài lộc,
Còn chữ vừng mang ý nghĩa là nhỏ nhưng mà nhiều. Gốc cây lộc vừng to, vững chắc, tượng trưng cho ý nghĩa kiên định và khó lay chuyển của gia chủ. Tuổi thọ cao của cây lộc vừng cũng mang cái ý nghĩa là trường thọ cho mọi thành viên trong gia đình. Cũng theo quan niệm của người xưa ấy, cây lộc vừng còn đem lại cái cảm giác bình yên, an toàn. Với những cái đặc điểm phong thủy trên thì cây lộc vừng là một trong loại cây quý hiếm mà chúng ta nên trồng trước nhà để thu hút cái tài lộc. Thứ 8 là cây thường xuân. Là loại cây cảnh mới được du nhập vào Việt Nam và được sử dụng vào cái nội thất trang trí trong cái những năm gần đây. Ý nghĩa phong thủy của cây thường xuân rất tốt. Vì vậy, chúng là lựa chọn thích hợp để làm quà tặng nhân dịp lễ Tết đầu năm hoặc là để mừng thọ cho người cao tuổi, mừng thăng chức, hạnh mừng khai trương hay là cho các sĩ tử trong cái mùa thi. Ngay cả trong tình yêu lứa đôi thì đây cũng là cái món quà tặng hết sức ý nghĩa, tốt đẹp mà chúng ta nên trân trọng. Theo quan niệm dân gian thì ý nghĩa phong thủy của cây thường xuân còn mạnh hơn với cái khả năng là xua đuổi tà ma và xóa tan âm khí và giúp cái dương khí được vượng hơn. Chính vì thế mà cây thường xuân còn được trồng ở trong nhà với cái ý nghĩa là cầu mong cái sự bình an, may mắn cho gia chủ. Cây thường xuân còn là cái loại cây mà thân leo trên cuống dây có nhiều đốt. Từ các điểm mắt trong thân cây thì các điểm rễ mọc ra nó bám tương đối là chắc chắn. Đối với những cây non thì thường có lông phủ và dạng vảy dày, lá mọc đối xứng với nhau, có màu xanh bóng mượt. Mùa hoa thường xuân thường nở vào đầu mùa thu. Hoa thường xuân có cánh nhỏ, có 5 cánh chụm lại như là một chiếc ô màu vàng nhạt, có hương thơm thoang thoảng và nhẹ nhàng. Thường xuân là một trong số ít những loại cây nội thất có quả. Quả của cây thường xuân thì thường có sau khi mà cây ra hoa từ 1 đến 2 tháng. Quả thường xuân có hình cầu nhỏ, có màu hơi đỏ hoặc màu vàng. Thường xuân là loại cây xanh tốt quanh năm, có sức sống rất mãnh liệt. Chúng thích nghi tốt với cái thời tiết giá rét nhưng lại không thích nghi được với cái nhiệt độ ở trong môi trường quá cao. Cây thường xuân có thể sử dụng để bài trí tại nhà ở, tại phòng họp, văn phòng hoặc là phòng ăn, phòng làm việc cũng như là gì trong nhà hàng khách sạn. Để phát huy hết được cái hiệu quả phong thủy thì cây thường xuân nên đặt ở hướng đông hoặc là hướng đông bắc hoặc là hướng đông nam trong văn phòng. Nên đặt cây thường xuân ở gần cái vị trí cửa sổ hoặc cái khu vực có ánh sáng. Cũng có thể treo cây thường xuân ở trang trí ở vị trí ban công nhưng mà cần phải chú ý đến cái ánh sáng mạnh. Đó. Đó là cây thứ 8 là cây thường xuân. Thứ 9 là cây vạn niên thanh. Cây vạn niên thanh là loại cây cảnh dịu dàng, mềm mại, quanh năm xanh mát và biểu trưng cho sự phú quý cát tường. Bởi vậy, vạn niên thanh thường được dùng để làm trang trí nội thất trong mỗi gia đình hay là trên bàn làm việc của mỗi người. Cây vạn niên thanh thuộc loại cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc nhất. Nó vẫn sinh trưởng và phát triển rất tốt trong môi trường thiếu ánh sáng và thiếu không gian. Và cây này cũng thuộc là một trong những loại cây có khả năng thanh lọc không khí, bài trừ những độc tố và khử bớt những cái khí độc của cái hiệu ứng nhà kính. Và rất thích hợp đặt ở văn phòng làm việc, phòng khách, phòng ngủ cũng như là gì ở trước thang máy. Vì thế, không gian ở những nơi có cây vạn niên thanh thì luôn có cảm giác dễ chịu, thoải mái, trong lành và dễ nhớ. Theo quan niệm của người phương Đông ấy, thì cây vạn niên thanh có thể sống trên 100 năm. Vì vậy, nó tượng trưng cho sự cát tường, trường tồn và bền vững. Nó tượng trưng cho sự trường thọ. Chính vì thế mà cây thường được chọn làm quà tặng tri ân trong những dịp đặc biệt, mỗi khi dịp Tết đến xuân về, với cầu mong cho gia chủ luôn được sung túc, may mắn và trường thọ. Đặc biệt, cây vạn niên thanh sinh ra là để dành cho những người tuổi thìn. Các nam thanh nữ tú nên đặt cái cây vạn niên thanh ở hướng đông nam trong nhà hoặc là gì trên bàn làm việc để luôn gặp những cái may mắn và cái bình an. Tuy nhiên, cái nhược điểm lớn nhất của cây vạn niên thanh là nó có nhựa khá độc. Vậy nên là các bạn hãy hạn chế cho trẻ nhỏ đứng gần cây, bẻ cành hoặc bứt lá cây. Nhựa cây dính vào da dễ bị dị ứng và dễ bị bỏng rát. Nếu không may mà nhựa cây dính vào da thì các bạn có thể hơ nóng bằng máy sấy để tránh ngứa hoặc là rửa ngay lập tức. Cây phong thủy trước nhà vừa có tác dụng trang trí, vừa làm đẹp thêm cho cái khuôn viên của ngôi nhà, lại mang nhiều cái ý nghĩa tài lộc và may mắn cho gia chủ. Nếu như chọn được loại cây phong thủy phù hợp, vậy nên quý vị và các bạn hãy lựa chọn những cái cây xanh phù hợp với cái vận mệnh và cái sự yêu thích của bản thân để trồng trước cửa nhà, giúp cho không gian sống nhà mình có cái phong thủy tốt, thu hút được cái vận may và thu hút được cái tài lộc cho gia chủ. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những loại cây nên trồng trước cửa nhà để thu hút được cái tài lộc, thu hút được may mắn và thu hút được cái sự bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.